Má. Quỳnh. Má. Tụi em đi. Hai đứa mày gian phu dâm phụ. Tao thật không ngờ. Không, má hiểu lầm rồi má. Mày câm miệng đi. Thằng Bảo là con của ai? Má. Ba ruột của nó là ai? Mày, nhà này đối xử với mày chưa đủ tốt hả? Sao mày trả ơn bằng cách mày gây ra cái chuyện tày đình như vậy? Tao coi mày như con rùa. Thằng Đạt với mày có khác gì như anh em ruột đâu. Mày lại làm vậy với vợ nó. Lương tâm đạo đức của mày để đâu? Hả? Ngốn nạn thiệt. Tao tuyệt đối không để yên cho tụi bay đâu. Không bao giờ. Hai đứa bay phải chịu cái hậu quả những gì mình đã làm đó. Má. Má. Buông ra đi. Má. Con xin má, hãy nghe con nói. Má. Buông ra đi. Má. Má. Bỏ tao ra. Má hãy nghe con nói đi má. Bỏ tao ra. Má. Buông ra. Điều đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên.